Rồi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với chuyên mục môn hôm nay mình sẽ chơi Linh Vương. Thì kể quay rồi. Thì sự ai vô đây mình sẽ chơi ai vô ca ai vô không biết. Thì Azenka thì mình có đánh chung với bạn mình đã được bên ta. Giờ mình sẽ tiếp tục chơi con này. Chơi em nó cho nó hoành tráng lên đó mà. Các bạn chờ tí nha. Giờ làm clip khuya quá. Đói, nhai mì ăn. Đấy, bên kia thì còn đã có lượng bố Gat, Alenter, Bus Supply, Violet. Bên mình thì có Zebit, Du, DC, Azenka, John. Đấy, có vậy thôi. Giới thiệu cho nó hoành tráng. Giờ các bạn hãy quay lại, hãy chờ đợi sau ít giây vào trận. À, các anh em đã trở lại. Bây giờ mình nói cho nó dễ, tại vì nói nhỏ nhỏ thôi. Rồi, ok. Có được con lắc không anh em thông cảm. Ui, lắc quá, lắc quá. Nhưng con này chủ yếu để farm thôi bạn. Không cần đánh nhiều. Con này là chủ yếu không cần đấu tranh luôn. Mới qua con này dấu tranh thì cũng sẽ có người nằm xuống đây. Thì con này dấu tranh là có người... Ui ui, lửa bố, ui ui, thay mà nó ừ. Mới vô thành người nửa cây. Mất luôn. Hai cái bộ trợ. Mất cả hồi máu luôn chứ. Đắng nề. Thôi thôi anh ơi, anh bình tĩnh đi anh ơi. Muốn như thế mà đỡ, trời đất mẹ. Quay clip mới vừa chết mạng thấy không vui à. Dạy mày tiếp. Có giao tranh sẽ biết là giết được hai mạng luôn. Lâu ngày không được clip này, giờ bình luận lại thấy cũng ổn. Ok, là thăm rẹp thôi. Mình cứ thăm từ từ, thời gian mình còn dài mà thăm từ từ thôi. Trình ngay cấp 4 nó lắc thôi nha các bạn, mời các bạn thông cảm. Thằng lữ bố này nó nhai như nó quýnh như đi đói vậy. Đây nè anh em mày sẵn rồi mày không có chạy được đâu. Trời đất cừ, nó cũng ăn được cái con lưu bốn. Để cái mình khuyên bạn á, đánh lưu bốn nên ông chủ không nên hổ báo. Lưu bốn này trên mạng là nó ăn được mình một mạng á, cứ như là quỳ vốn. Mình chưa làm đủ tích dưới đây ấy. Con này mình hay đánh luôn mít rồi, mình đâu có đánh được dưới đây đâu. Bây giờ nó đâu làm được cái tích gì đây. Con này chỉ đánh chủ yếu đánh 1-1 thôi bạn. Đánh như mấy con tướng nào cũng không có sợ gì hết. Rồi thôi, tầm cỡ tối tối tí nữa mình sẽ làm thêm một cái clip về cái con tướng Vera nha các bạn. Vera con quỷ á, con quỷ dơ. Rồi xin anh em thông cảm để mình cài thêm miếng mì, tại đói quá. Ok biết rồi, người bố đi chơi mà không pham.
Cái bữa nay đói quá nên phải nhai mì. Mong anh em thông cảm. Hay team mình đã rất là có biến 93 mặc dù mình chết mạng. Quá lạy luôn. 93 mặc dù mình chết mạng. Cứ farm đều đều vậy thôi là đánh cấp. Không cần những tranh. Những tranh không phải là điều chính, bạn lấy trụ nó càng nhiều. Bạn có lợi thế. Giờ RC đã có qua nằm xuống không? Có thể nằm xuống không? Gindu cũng đã có mà. Điều Gindu có nằm xuống hay không? Mình đang qua. Đang lên. Bạn Gindu bạn cố lên mình xem màu máu cho bạn. Rồi đã Gindu cũng đã nằm xuống luôn rồi. Rồi chạy được các bạn cấp 5 mình cấp 7 đấy. Mình cấp 7 đấy. Team mình hổ báo lắm đấy. Thôi vậy thôi, thôi được. Mình là farm thấp tiện nhất. Rồi xe beat đã bị bắt sau một pha bỏ đi của mình. AD đó rồi có diễn biến là đi xuống dưới cái đường này. Cái đường này, cái đường ăn bám hay sao của mình farm thèm quá xuống để ăn theo rồi. Thì mình sẽ cố gắng mình móc thằng Alenter nữa. Đây đã có tiến triển một và phát cùng hoàn toàn chính xác đến từ anh. Đến từ phía của anh hiện tại. Chết rồi. Mất công ty của bạn. Sorry 500 anh em đã dùng công ty bừa. Con này có lính thì các bạn có lợi hơn. Tại cái chiêu hại của nó là nó văng. Dùng nó ví dụ như các bạn đứng đường kinh công đi, giờ có thằng nào tướng địch đó bắn trong kinh công, nó sẽ giăng một hai đoạn kinh công và hai đoạn tướng địch thì nó sẽ có lợi hơn. Bởi vì con này do cho càng cần gần lính càng gần lính càng tốt. Con này đánh càng gần lính càng tốt nha các bạn, chứ phải đánh xa lính đâu, bạn có cơ hội ăn nữa đâu. Có lính khi nào thời gian hồi chiêu của bạn thì nhiều. Nói chứ thời gian hồi chiêu của mình cũng khá là ít, tại vì có được 20% mà 24%. Thì cũng gần lên gần cuối thì có thể đến tầm là 40%. Mình cũng đã đỡ được. Đấy, những cái chiêu thức của Azinka thì mình thích nội tại nhất. Nội tại này nó hóa cát rất là tuyệt vời. Rồi mình sẽ bắt đầu lên răng AD. Đề đã có hiểm hơn gục rồi, đã AD cũng đã nằm xuống luôn. Chưa ra mà AD nằm xuống, đúng là thành viên của ấp mà. Rồi, Gindu ơi, đỡ gì mình bạn ơi, bà nói cho mày nè. Ui, thằng Violet cơ. Đậu phụ mày ra đây. Mình sợ nó mất lớp quá. Đánh sợi chút xịt hao. Thôi anh ơi. Anh cứ bình tĩnh đi anh, em còn kém. Hay em còn kém, em không một mà em còn kém. Anh cứ bỏ qua. Em chỉ lỡ dài thôi, anh cứ bỏ qua. Đấy, cứ nói người ta vậy thôi. Rồi thằng rừng nó còn farm, nó còn cụ bóp hơn AD. AD farm chung với cả support. Đây đã có tình chiến là bắt đầu ăn gồng. Gồng nó bị hạ gục bởi team địch. Mình đã chủ. Có người cơ hội, có cơ hội là phóng chủ mới về thôi, tăng tiền cho đồng đội, phóng chủ tăng tiền đồng đội và tăng kinh nghiệm cho đồng đội luôn. Rồi bắt đầu tụi nó bắt đầu nó súng qua cái đường hổ báo, nó súng qua đây thì mình xin rút vậy thôi, rồi mình sẽ đi lên. Ủa tụi này nó hăng quá trời hăng, Gindu với DC cưng năm. Chờ là cơ Azenka mà đủ sức không nha bạn. Bạn nên nhớ rồi, hai đàn chết luôn rồi đó. Xác định là còn chung đi. Rồi nó bật lăn tóc rồi, nhí chắc chắn kìa bạn. Lên farm thôi. Nhờ cái trụ đằng kia luôn. Quá tuyệt vời dành cho khoa Azenka. Và có nơi có một bạn hạ gục. Có một điểm hạ gục chứ. Ừ, hay quá, cho bạn vừa đi ra luôn, thôi là ổn công ty của mình à. Hãy bóp đi. Cái gì là cái gì? Bóp cái ấy.
Thôi thôi anh ơi, anh ăn cái mùi xanh đi anh ơi. Anh đừng có dí em. Em xin anh. Em xin anh. Nó huyền thoại đúng không ạ? Nó huyền thoại vậy mình đặt điều gì? Vừa ăn xong mà chết mạng. Rồi bạn Gindu bạn dở quá bạn ơi. Rồi thấy thấy xác định Gindu lên bạn điểm số luôn rồi. Lucy không thể nào chống đỡ được mà khoa là 5 người lao tới. Jeff biết và cả đây cũng bắt đầu đi thẳng xuống cái đường giao tranh đường biết này đã có điểm hạ gục dành cho rừng. Và sụp bọt cũng đã bị hạ gục luôn đỡ AD anh AD đang bị bắt bởi top vào rừng. Rừng đã có điểm hạ gục thứ hai. Rừng AD đã có điểm hạ gục thứ hai, rừng đã bỏ thằng rừng đã tha thứ lỗi lầm cho thằng bot top line nhà bên kia. Rừng đã bắt đầu tha thứ lỗi lầm cho bot top line nhà bên kia đã không có một pha dí. Thì tình huống hồi nãy là rừng đã không dí nữa. Thì mình thấy là rừng nó quá lợi mà đòi tính là thì các bạn vậy thì nó sẽ tốn thời gian và cũng như là tha thứ lỗi lầm. Mình làm việc tốt đi. Con người sống tốt, sống thiện. Đây. Chứ đừng có sống căng quá, sống căng quá nhiều thù lắm. Đẹp. Đấy. Cứ đánh tà tà thôi. Cái bạn cướp lưu của mình đấy. Bạn cướp, mình đang lưu mà bạn cũng cướp. Đấy, giờ mình ăn lại thôi. Mình được lợi còn tống tiền bởi vì cái đám lính đó. Thứ hai đợt luôn. Hai đợt luôn là mình khỏe quá. Đấy. Mình cũng chẳng biết cái gì hết. Hồi cũng thắng. Hồi đừng nói chưa, hồi bước qua. Thì các bạn nha, team này chỉ cần vừa ráng gát á, nó chỉ cần qua ulti chính xác thôi là cái team có thể có điểm thần gục nha các bạn. Thôi ông đứng chỗ mong ông thích miếng cát đi cho nó khỏe người. Thích cát cho khỏe người. Nói chuyện hài, thích cát khỏe người. Rồi xác định nha. Mày tính ra đời mình Benta. Rồi AD đã có pha Benta. U không, AD đã có pha Wanda rồi. Rồi nếu các bạn thích clip review không phải test Arjen cả thì các bạn đừng quên đi làm một like cũng như subscribe cho kênh của mình để có thể mình đạt được 60 sub. Và cũng như là bạn comment ý kiến của bạn về những tướng mà bạn chơi cũng như bạn muốn mình làm clip gì đó nữa. Đủ năm lại mình sẽ tiếp tục làm một con tướng nữa. Tại tối nay mình sẽ làm một con tướng Vera. Mình các bạn đừng lo nha. Rồi ok. Mình xin dừng clip tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo tối nay.